Review cả thế giới, thịt heo xông khói chiên giòn. Thịt heo xông khói thì đã mặn sẵn rồi, chiên lên giòn như thế này nữa, ăn quá là tuyệt luôn. Review nhanh gọn, hướng dẫn lại cách ăn bánh phun chả bông sao cho ngon. Lại là cách ăn bánh chả bông sao cho ngon, thì vẫn như tập trước, phải cắn từng miếng nhỏ thôi. Nhưng mà bánh đợt này mềm, vị ngon hơn nha. Review nhanh gọn, phô mai con bò cười, vị ngậy tuyệt đối. Quả nhiên là ngày tuyệt đối, quá là đã.